Và xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng đá Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây để cùng theo dõi trận đấu chung kết giải bóng đá trung học cơ sở huyện Gò Công Tây năm 2024. Cả hai đội sẽ còn nguyên cơ hội để có thể giành được chiếc cúp vô địch khi mà tỷ số trận đấu lúc này vẫn chưa được mở. Một tình huống đưa bóng vào khá hay, đưa bóng ngang. Sự thiếu chủ động đến từ vị trí của Minh Đức. Bóng chưa đến được vị trí của tiền đạo áo số 9, đó là Minh Đức. Minh Đức không vào. Bóng đã đập cột dọc và đi ra ngoài. Đường chuyền chưa thành công, vẫn còn. Đưa bóng vào, quá đơn giản dành cho thủ thành Gia Bình của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thiều. Lại là một pha lướt bóng hay, Minh Vũ dứt điểm ngay, không vào. Quả đá biên lúc này dành cho các cầu thủ bên phía đội áo vàng. Và đưa bóng trước ý đồ, không vào. Trận đấu chung kết khối tiểu học thì mọi hiệp đấu diễn ra 20 phút. Trong khi đó thì trận đấu chung kết của khối trung học cơ sở, mỗi hiệp đấu sẽ kéo dài 25 phút. Dứt điểm từ xa. Cú đá chân là khá tốt nhưng bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của thủ môn đối phương. Một đường mở bóng dài lên trên. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành Minh Kha. Nhật Trường. Đường mở bóng rất chuẩn xác. Rất hay, cơ hội vẫn còn. Đưa bóng vào. Một pha đẩy bóng hơi xa tầm chân của cầu thủ áo số 7, đó là Nhật Minh. Phát đại và đưa bóng sệt tầm thấp nhưng chưa thành công. Dứt điểm vẫn còn. Rất hay, cơ hội dứt điểm đi, không vào. Đưa bóng vào. Dứt điểm ngay, bóng đã đi vọt xa. Khoảng trống, dứt điểm từ xa, có vào. Bóng vừa rồi đã dội sang ngang. Cơ hội tiếp theo vẫn còn, đưa bóng vào. Lợi thế dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ. Rất hay. Và can thiệp kịp thời, chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú đá chân trước đó của cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Quá đáng tiếc, bóng đã dội sang ngang và đập đất đi ra ngoài, không có được bàn thắng dành cho trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thiều. Nhật Khang, Hồng Khang. Và đưa bóng vào chưa thành công, vẫn là Hồng Khang. Rất hay, khoảng trống dứt điểm, không vào. Cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ. Rất hay, Văn Nghĩa. Chưa thể có được pha dứt điểm của số 28. Cơ hội dành cho số 19, dứt điểm bên chân trái, không vào. Đánh đâu, vẫn chưa vào. Quả đá biên bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ bên phía trường trung học cơ sở Võ Đăng Được. Đánh đâu, không vào. Pha phập quá hay và suýt chút nữa thì bàn thắng mở tỷ số đã đến. Rất may là mọi thứ vẫn chưa thể một độ chuẩn xác cao. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Cú lắc đầu của Gia Khang, bóng đã đi vọt xa trong gang tấc. Đánh đâu, không vào. Cú dứt điểm từ xa, bóng lại đập vào cột dọc. Đường chuyền dứt điểm ngay, bóng đã đi không chuẩn xác. Đường chuyền, bóng đã trôi quá sâu rồi. Như vậy là trọng tài Trần Tấn Phát đã nói còi kết thúc trận đấu và hai đội hòa nhau với tỷ số là 0-0. Như vậy là hai đội sẽ phải kéo nhau vào loạt đá penalty để phân định thắng thua. Và như vậy là xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với loạt đá penalty của trận đấu chung kết. Như vậy các cầu thủ của Võ Đăng Được sẽ là bên thực hiện trước. Dứt điểm, không vào. Phát đại đã dứt điểm không hiểm ở trong tình huống vừa rồi. Hoàng Anh phải dứt điểm chuẩn xác.
1-0 dành cho trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thiệu ở loạt đá penalty đầu tiên. Quốc Thành sẽ là người thực hiện loạt đá thứ hai dành cho trường công học trung học cơ sở Võ Đăng Được. Quốc Thành phải xử lý chuẩn xác của Quốc Thành. Tỷ số penalty được cân bằng một đều, nhưng các cầu thủ áo vàng họ còn một lượt sút của lượt sút thứ hai này. Dứt điểm, phải dứt điểm chuẩn xác, tình huống dứt điểm rất căng. Tỷ số penalty tạm thời là 2-1 nghiêng về các cầu thủ của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thiều. Người thực hiện loạt đá thứ 3 và đặt lòng chuẩn xác. Hai đều. Tỷ số penalty là 2-2. Sau cú kết thúc chuẩn xác của Minh Vũ, Hải Quốc và thủ thành Minh Kha. Hải Quốc phải dứt điểm chuẩn xác của Hải Quốc. Dứt điểm chuẩn xác. Các cầu thủ của đội bóng áo đỏ họ sẽ có sự thay đổi về vị trí khung gỗ. Di Khang phải dứt điểm chuẩn xác của Di Khang. Người thực hiện loạt đá thứ 5 dành cho trường trung học cơ sở Võ Đăng Được là cầu thủ mang áo số 12. Đó là vị trí của Gia Khang. Phải dứt điểm quá nhẹ và không thành công. Như vậy là trận đấu chung kết đã khép lại với chiến thắng 4-3 nghiêng về các cầu thủ của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thiều. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Gia Khang đã bị áp lực về mặt tâm lý và đã không thể dứt điểm thành công. Trận chung kết đã khép lại.